Rồi mọi người thì hôm nay là tiếp tục lên sóng rồi giao lưu với mọi người một cây mai cúc bi cúc tiên sinh. Rồi cái đế nè mọi người. Quá trời luôn mọi người ơi, đang nằm trong cái chậu là chậu 5 ha. Đó, cây thì hoành chắc cũng khoảng trừ 15, 15 16 gì đó. Đó. Cây này thì chơi Tết ok ha cô chú anh chị em mình. Đó. Đây nè mọi người, để Nguyên quay cho mọi người xem. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với Nguyên ha. Rất là đẹp luôn mọi người. Cây này là cây cúc bi cúc tiên sinh, đó là nguyên ngôi chậu từ nhỏ tới lớn luôn đó mọi người. Nè, đó, mọi người thấy không, đế là cao lên khoảng tầm là 40 á, đế đặt hết trơn này, vậy thì thả đất thì tuyệt vời mọi người. Rồi tay cành rất là ok ha. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với Nguyên ha. Rồi cây mai này là cây siêu bông bình lợi, cây thứ hai Nguyên muốn giao lưu với mọi người, quay cho mọi người xem cái đế nè. Cái này là hàng nhỏ mà mọi người, đó này đế là tầm khoảng chừng 12 13 gì đó đế nè mọi người, đế rất là ok ha, giao lưu hai cây mai. Khá là đẹp luôn mọi người. Cái này ghép giống siêu bông bình lợi nha mọi người, dán đổ nè. Nè coi nè mọi người, nó móc xuống nè. Đó, dài dài từ từ xuống. Đó. Anh chị em nào thích. Rồi cái chậu này là cái chậu ống nha, chậu là cao 40, đường kính là 30 ha mọi người, đường kính lọt lòng 30. Rồi anh chị em nào thích thì liên hệ với Nguyên ha. Rồi,